Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị đến với tập 66 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Rất tốt, một gã nam tử anh tuấn. Khóe miệng Chạc Nghiên lộ ra dáng cười hời hợt mà lại mê đắm lòng người. Đôi mắt trong suốt khiến cho người ta cảm thấy trong lòng phát run, sợ chiếu vào mặt Tần Vũ. Chỉ nghe thanh âm của nàng cực thấp lẩm bẩm tự nhủ: Chí bảo xuất thế, hình như dẫn dắt theo rất nhiều người xuất hiện. Như thế nào bọn đầu trâu mặt ngựa từ các phương hướng đều chạy tới đây chứ? Mà ngay cả Đế Thích Thiên kia cũng lại vội vội vàng vàng tới Tu La Giới. Chẳng lẽ hắn cũng muốn chia một chén canh sao? Khuê Sinh cung kính đứng ở phía sau Trạc Nghiên, hai mắt bốc ra từng tia sát khí nhìn về phía Tần Vũ bốn người, địch ý nồng đậm từ chân người hắn tản phát ra. Khuê Sinh, khí tức của ngươi rối loạn rồi. Trạc Nghiên khẽ cười, đưa lưng về phía Khuê Sinh, trong mắt hàm ý hứng thú sâu sắc chợt lóe rồi biến mất, khẽ cười nói: Khí tức rối loạn đã nói lên lòng của ngươi rối loạn, thế nhưng lòng của ngươi vì sao mà loạn chứ? Đi đi, quản lý Bích Thành cho thật tốt. Mặc dù cửu tính bị người ta hủy diệt rồi, nhưng Bích Thành vẫn còn có cấm chế do Phá Thiên khi còn sống thiết lập ra. Chỉ có điều trước nay bởi vì không có lực lượng đầy đủ nên không sử dụng mà thôi. Lần này ta sẽ phái người cấp cho ngươi một ít nguyên thạch, tức thì đem cấm chế này mở ra đi. Khuê Sinh uy nghiêm cung kính cúi đầu kiên quyết nói: Xin bệ hạ hãy yên tâm, Khuê Sinh nhất định không phụ ủy thác của bệ hạ. Bích Thành này vĩnh viễn là Bích Thành của bệ hạ. Trạc Nghiên vui vẻ hài lòng cười nói: Được rồi, tốt lắm, biết lòng trung thành của ngươi. Chuyện của Bích Thành này còn cần ngươi xuất lực nhiều hơn nữa. Đợi ta lấy được bảo bối kia sẽ cho ngươi thêm nhiều lợi ích hơn. Bốn người này cũng không cần để ý tới. Nếu bọn họ muốn đi tìm chết, vậy cứ để cho bọn họ đi là được. Nơi khai quật chí bảo há có thể để mặc ai đó cũng tùy tiện đi vào được. Khuê Sinh oai vệ gật đầu thừa nhận, sau đó lại nghe Trạc Nghiên nói tiếp: Bất quá hành động thường ngày của bọn hắn ngươi phải theo dõi sát sao cho ta. À, hết thảy mọi động tác của bọn họ tại Bích Thành đều phải báo cáo hết cho ta, hiểu chưa? Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ sẽ tự mình coi chừng bốn người này, quyết không để cho bọn họ gây nguy hại đến lợi ích của Tu La tộc chúng ta. Không không, không phải gây hại cho đến lợi ích của Tu La tộc chúng ta, bọn họ còn chưa có tư cách đấy, chỉ cần bảo đảm bọn họ không gây chuyện, không đả thương người là được. Trạc Nghiên sắc mặt nghiêm túc nói: Đồng thời, mọi thành dân của Bích Thành cũng không được phép chủ động trêu chọc bọn họ. Bốn người này rất khó đối phó đấy, cho dù ngươi tự mình động thủ cũng khó mà làm gì được bọn họ. Khuê Sinh lần nữa gật đầu, mắt lộ ra thần sắc không phục, liếc mắt lườm Tần Vũ bốn người một cái, lạnh lùng phân phó: Thông báo cho phía dưới mở cửa thành ra. Một tên binh sĩ lanh lẹ vội vàng đứng dậy chạy xuống dưới tầng thành. Tần Vũ bốn người lúc này vừa mới đi tới dưới tường thành, nhìn hai đạo thân ảnh nổi lơ lửng trên bầu trời, Cam Vân lẩm bẩm: Tu La nhân này thật phách lối, không có chuyện gì vậy mà trêu nổi trên đầu thành khoe uy phong trắng, quả nhiên là rất đắc chí. Mục Thiên cười nhạt, thần thức của hắn cũng đã nhận ra một đám huyết nhục trên tường thành, rất rõ ràng hai tên Tu La nhân kia vừa mới ở chỗ này đại khai sát giới. Ken két ken két, cửa thành nặng nề từ từ mở ra. Hai đội binh sĩ Tu La tộc được chuẩn bị tươm tất đứng bên hai lối vào thành, trong tay nắm chặt vũ khí, chằm chằm nhìn Tần Vũ bốn người. Một cỗ khí tức uy áp lặng nề từ cửa thành truyền đến. Tần Vũ nhìn thân ảnh dáng vẻ xinh đẹp trên không trung kia, thản nhiên cười nói: Chúng ta vào thành nghỉ ngơi một phen, ngày mai tiếp tục lên đường. Vừa nói xong, dẫn đầu khoa chân bước vào, không thèm để ý tới hàn quang lóe ra ở hai bên đường chút nào. Vừa liếc mắt nhìn đã thấy những vũ khí sắc bén bên trên có thể bất cứ lúc nào kích xuống đầu của mình. Tình Nhi vội vàng đi theo, nắm chặt ống tay áo của Tần Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn sậm lại, bước sát bên cạnh hắn. Mục Thiên và Cam Vân liếc nhau cũng cười đi theo sau. Lúc này Trạc Nghiên đang trôi nổi giữa không trung, trông thấy động thái của Tần Vũ bốn người không khỏi liên tục gật đầu lẩm bẩm nói: Không nghĩ tới lá gan của những thiên nhân này cũng rất lớn, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong cũng không để ý tới Khuê Sinh phía sau, thân ảnh vừa động bỗng nhiên biến mất trên đầu tường thành. Khuê Sinh cung kính nói: Cùng tiến bệ hạ. Nói xong hắn chợt quát to: Tất cả người phụ trách thành vệ đội toàn bộ tới đây, hôm nay ta cần tuyên bố một ít chuyện. Đi trên con đường vắng vẻ, Tình Nhi vẻ mặt u sầu nhìn các cửa hàng trống rỗng ở bốn phía và đường xá hẻm góc
giống như quỷ vực, bĩu môi nói: Vũ ca ca, cái thành này vì sao yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ người ở đây đều chết sạch rồi sao? Thấy Tần Vũ bật cười ha hả, nàng phóng thần thức ra, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Thế nhưng là bọn thành dân này tự hồ cũng không có chết, trong mỗi căn nhà đều có người sinh sống, bọn họ tại sao lại không xuất hiện trên đường chứ? Lúc nãy có người ở trên tường thành giết hại một trận, đổ lại nếu ngươi là thành dân, ngươi có dám ra ngoài hay không? Cam Vân buồn cười nói: Hơn nữa là nữ vương bệ hạ của Tu La tộc Giá Lâm, bọn thành dân này càng không dám khinh nhẫn bất kính. Nhìn bộ dáng tình nhi buồn bực, Tần Vũ vỗ vỗ đầu nàng: được rồi, một khi bọn họ đã mở cửa thành để cho chúng ta đi vào, trước mắt ít nhất đã nói lên những người này không có địch ý với chúng ta. Đầu tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi cái đã, các ngươi không phải muốn thưởng thức món ăn ngon của Tu La sao? Vậy đi mau một chút đi, phía trước hình như có một cái tiểu lâu. Sau khi bốn người vào thành đều có dáng vẻ giống như người bình thường, chậm rãi bước trên đường. Chỉ có điều bởi vì tu vi của bốn người đều không thấp, Tình Nhi và Cam Vân thấp nhất cũng có được tu vi bốn đôi cánh, vì thế đi lại so với thành dân bình thường nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt đã tới trước cửa một tiểu lâu. Sau khi đặt trước bốn gian phòng, đặt thêm một bàn tiệc, Tần Vũ bốn người theo tiểu nhị dẫn thẳng lên lầu 2. Trùng hợp làm sao, vừa khéo đúng lúc Đế Thích Thiên ba người vừa đi ngang qua tiểu lâu này. Nhìn thấy một cái bàn gần cửa sổ, Tần Vũ trong lòng vừa động, liền quay sang tiểu nhị nói: Chúng ta ngồi ở chỗ kia, ngươi không cần bồi tiếp nữa. Nói xong đi thẳng lại bàn đó. Tình Nhi ba người mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng không thèm quan tâm để ý, dù sao ngồi ở chỗ nào với bọn họ mà nói đều không quan trọng. Với tu vi của bọn họ vốn không cần vào thành nghỉ ngơi, tùy tiện tìm một chỗ bày trận pháp liền có thể khôi phục nguyên lực. Chẳng qua một là mọi người thật vất vả lần đầu mới đến được Tu La giới, muốn xem cho biết phong tục tập quán của Tu La tộc. Thứ nữa dĩ nhiên là vì muốn thưởng thức món ăn ngon của Tu La tộc cùng thiên giới khác nhau như thế nào, vừa thỏa mãn được khẩu vị. Dù sao cách lúc khai quật bảo vật còn có thời gian rất dài, mọi người cũng không gấp gáp đi tới Tu La thành, vì thế trên đường đi nhàn nhã thung dung. Tần Vũ vừa mới ngồi xuống, trên mặt bạt kia bỗng dưng nổi lên một đạo quang mang màu vàng, trong nháy mắt đánh úp vào mặt hắn, khiến cho ba người bên cạnh không khỏi kinh hãi thất sắc. Chỉ là Tần Vũ cũng không hoảng hốt, không vội vàng, trong mắt quang mang chợt lóe, kim quang kia đã dừng lại tại trước mặt hắn, không thể tiến thêm chút nào. Kim quang dừng lại, tiếp liền sau một đạo quang mang thoáng chốc từ trong kim quang tách rời ra, ngoan ngoãn rơi xuống dung nhập vào trong lòng bàn tay của Tần Vũ, còn kim quang kia lại tan biến mất. Tần Vũ nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, cặp mắt đột nhiên mở bừng ra, một ánh lệ quang chợt lóe rồi biến mất, bỗng chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, thần sắc tưởng nhớ và bất ngờ nhìn ba người buồn bực một lúc. Sương Nhi và Thiên Minh cũng tới rồi. Lúc này Tần Vũ cũng không quản đến sự ngạc nhiên của người ngoài nữa, trên mặt lộ rõ thần sắc vui mừng hớn hở, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: con ta tới rồi, bọn họ làm thế nào để tới được đây chứ? Chẳng lẽ Sương Nhi tìm được thông đạo đi thông thiên giới rồi sao? Trong lòng dâng lên một trận kích động, nghĩ đến hơn trăm năm qua không gặp Tần Sương, còn có người ấy, Khương Lập, khiến cho chính mình có thể hy sinh cả tính mạng, thân thể của Tần Vũ không kiềm chế được khẽ run lên. Trong nhân giới, Tần Vũ mặc dù thỉnh thoảng bế quan, cũng phải trải qua một cái diễn kỷ, thậm chí thời gian có khi còn lâu hơn. Trăm năm bế quan tại thiên giới so với thời gian tại nhân giới chỉ bất quá ngang bằng nhau, cũng không tính là nhiều. Thế nhưng Tần Vũ lại tưởng như là cách cả ngàn cái diễn kỷ, thậm chí thời gian còn lâu dài hơn. Ngày ở thiên giới so với nhân giới mà nói thật sự không dài hơn chút nào. Càng trọng yếu chính là ở nơi này Tần Vũ không cách nào xác định chắc chắn rốt cục đến khi nào mình có thể trở về nhân giới, đến lúc nào mới có thể gặp mặt Lập Nhi. Hồi tưởng lại kiếp trước vì Lập Nhi mà từ Tiềm Long Đại Lục cả một đoạn đường liều mạng chiến đấu, rốt cục tu luyện tới cảnh giới tối cao trưởng khống giả, cuối cùng có điều kiện gặp lại Lập Nhi. Cho đến lúc này, trong lòng Tần Vũ vẫn còn tràn ngập mùi vị ấm áp. Người yêu quý nhất chính là Lập Nhi. Trong bàn tay Tần Vũ quang mang chợt lóe, một cái bầu rượu tinh xảo chợt hiện trong tay, khẽ ngửa đầu uống một hơi cạn bình. Tâm tình của hắn giờ phút này thật sảng khoái. Tần Sương hay chính là Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh đến đây cũng cho Tần Vũ biết được một điều: cho dù là không cách nào lĩnh ngộ thiên đạo đó, cũng có thể tìm được đường về nhà, có thể sớm ngày gặp lại Lập Nhi. Điều này làm cho lòng hắn vốn đang sầu muộn nhất thời sôi nổi hẳn lên. Dự tính hôm nay đợi sau khi cùng Tần Sương đoàn tụ,
Có lẽ có thể tìm được cách dò tra những người thân thiết đó. Một khi tìm được bọn họ, lập tức mang bọn họ trở về nhân giới. Đến lúc đó, dựa vào năng lực của Hồng Mông đại ca và Lâm Mông nhị ca, các người cộng thêm chính mình tìm hiểu về thiên nhân và tu la nhân, tất nhiên có thể đem những người một lần nữa khôi phục lại hình dáng con người. Một đạo quang mang xanh biếc từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, ào ào hóa thành những điểm sáng li ti tràn ngập vào trong thân thể Tần Vũ. Một phần nhỏ làm dịu kinh mạch của hắn, không ngừng tăng độ rộng và độ rắn chắc của kinh mạch hắn. Còn phần lớn chạy dọc theo kinh mạch tràn vào tinh vân trong đan điền của hắn. Lúc này trên mặt Tần Vũ tựa như liên hoa kia nứt tách tản phát ra quang mang thánh khiết. Từ bốn phương tám hướng tràn ngập nguồn linh khí sinh cơ dày đặc, cuồn cuộn không ngừng tụ tập lại. Chỉ trong chốc lát, Tần Vũ liền bị vây bọc vào trong cái kẽ lớn màu xanh biếc. Hắn lúc này lại có thể lĩnh ngộ hoàn toàn tự nhiên đạo, thân thể thuận theo tự nhiên, tinh thần thuận theo tự nhiên, thiên địa vạn vật mặc ý hắn dẫn dắt khống chế. Nếu như không phải là người linh tính quá mạnh, chỉ sợ hắn lúc này đã là dựa vào tự nhiên đạo trực tiếp lĩnh ngộ thiên đạo, hoàn thiện con đường đi vào thiên đạo chí cao vô thượng ấy. Chẳng qua là lĩnh ngộ của cảnh giới cũng không phải một sớm một chiều là có thể rút ngắn để thành tựu. Sự giác ngộ trong lúc nhất thời cũng là dựa vào kinh nghiệm tích lũy của Tần Vũ tại kiếp trước cùng trải qua lâu nay ở kiếp này mới giúp cho hắn lĩnh ngộ, hoặc là nói đã sáng lập ra đường lối tu luyện kia hoàn toàn bất đồng với thiên giới và ngay cả trong nhân giới. Nhìn Tần Vũ trên mặt lộ ra nụ cười bình thản, Mục Thiên vội vàng từ trong tay áo tung ra hơn 10 khối thiên nguyên thạch, đưa mắt ra hiệu cho Cam Vân bố trí rất nhanh tại chung quanh Tần Vũ một trận pháp ẩn núp, cứ như vậy được hắn thiết lập thành. Trong thời gian qua, Tần Vũ thỉnh thoảng cao hứng lại giảng giải cho ba người một vài trận pháp đơn giản. Mặc dù ba người về cơ bản quá mức yếu kém, không cách nào lĩnh ngộ ý nghĩa ẩn chứa trong trận pháp, nhưng mà cứ dập theo khuôn mẫu mà làm, với năng lượng dư thừa trong thiên nguyên thạch cũng có thể bố trí được vài trận pháp. Đây chỉ là một trận pháp ẩn núp nhị cấp trong số đó mà Cam Vân đã phân phó cho tiểu nhị bao toàn bộ cả lầu 2. Tại cửa cầu thang của lầu 2 cũng thiết lập một trận pháp giống như vậy, ngăn cản ngoại nhân quấy rầy. Ba người tập trung tinh thần nhìn Tần Vũ, tất cả đều cảm giác được trong cơ thể một cơn thoải mái. Tần Vũ không biết, ba người cũng không biết, chính lúc Tần Vũ giác ngộ dẫn dắt tới, tự nhiên lực dồi dào vô cùng. Cái tự nhiên lực cường đại này đến từ khắp cỏ cây tràn ngập sinh cơ trong tự nhiên, dẫn đến tức thì ba người nhận ra được rất nhiều lợi ích. Trời ạ! Mục Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận bốn phía từng điểm sáng xanh biếc tiến vào trong cơ thể, từng cơn sảng khoái mắt rượi đến cùng cực theo kinh mạch chảy vào trong nguyên hạch. Vốn nguyên hạch đã được Tần Vũ mạnh mẽ rèn luyện chữa trị các tỷ vết, lúc này thấm nhuần đầy dẫy tự nhiên lực, cuối cùng lại phát sinh biến hóa lần nữa, trở nên mượt mà thông thuận. Ngay cả chuyển đổi linh khí trong thiên địa cũng nhanh hơn không ít. Lợi ích còn lớn hơn trong kinh mạch biểu hiện rõ ràng là chỉ thấy cánh sau lưng Mục Thiên cuối cùng dần dần tàn lụi đi, từng đạo lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn, vốn đã đầy tràn lực lượng, dưới áp lực đè nén từ từ của tự nhiên lực, bốn phía đan điền vậy mà lại từ từ được ngưng tụ thành bốn điểm sáng bằng cỡ móng tay. Còn Tình Nhi và Cam Vân cũng phát hiện được lợi ích trong đó, cũng không để ý gì đến Tần Vũ nữa, đều là nhắm mắt lại lặng lặng lĩnh nhận lực lượng tràn ngập sinh cơ cổ quái kia đem lại lợi ích cho mình. Ba người trên mặt giống như Tần Vũ, đồng thời cùng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Cũng trong lúc đó, người nói cái gì, bốn người ở trong đó đột nhiên biến mất sao? Không phải mới đây vẫn còn ở trong tiểu lâu sao? Khuê Sinh mặt như phủ màn sương lạnh nhìn Tu La Nhân bốn đôi cánh quỳ gối run lẩy bẩy trước mặt, lạnh giọng quát: đi lục soát cho ta, tìm không được tung tích của bọn chúng, người cũng không cần trở về nữa. Tu La Nhân bốn đôi cánh kia mặt đổ mồ hôi lạnh, nghe vậy không khỏi sắc mặt cực kỳ sợ hãi, không ngừng gật đầu, cứ quỳ như vậy từ trong đại đường của thành chủ phủ lách ra ngoài. Đứng ở cửa, một đội binh sĩ cực kỳ chỉnh tề đang đứng ở nơi đó, nhìn thấy nam tử ra tới, rối rít cùng kêu to: đội trưởng! Tu La Nhân bốn đôi cánh sắc mặt thâm trầm như nước, hung hăng quay đầu liếc nhìn Khuê Sinh chắp tay sau lưng đứng ở trong đại đường, khẽ chửi thề một cái, lớn tiếng nói: mọi người theo ta cùng nhau lục soát Bích Thành, lục soát từng nhà, tìm không được tung tích của bốn người kia, các ngươi cùng ta đều bị thành chủ xử phạt, rõ chưa? Rõ! Mọi người cùng hét lớn, di khí vang dậy theo sau nam tử bốn cánh ra khỏi thành chủ phủ. Trong Bích Thành ngay tức thì dấy lên cảnh hỗn loạn, gà bay chó chạy, tất cả thành dân đều là sợ hãi nhìn Tu La tộc binh sĩ
giống như một đàn châu chấu túa ra lùng sục khắp nơi. Chỉ có điều, bất luận bọn họ lục soát thế nào cũng không cách nào tìm được bốn người Tần Vũ, bởi vì bốn người lúc này đã rời khỏi Bích Thành, đang ở trong một ngọn núi vô danh cao lớn. Cây cối rậm rạp xanh tươi mọc đầy rẫy trong sân cốc. Một dòng suối nhỏ róc rách từ trên đỉnh núi chảy xuống, tích tụ lại ở giữa sân cốc, phảng phất giống như minh châu khảm trên đá quý. Hồ nước trong suốt, mắt có thể nhìn thấy được những viên sỏi cỡ nắm tay ở tận đáy hồ. Từng đóa hoa, không biết hoa gì nở rộ ở hai bên bờ hồ. Phong cảnh trong sáng, tươi đẹp, làm cho người ta ngắm nhìn mà lòng thanh thản tươi vui. Một cái cây lớn màu xanh biếc, dài đến một trượng, cơ hồ chiếm hết khoảng đất trống ven hồ trong sân cốc. Chỉ thấy cái kén lớn màu xanh biếc kia giống như một loại phỉ thúy, tiên thúy ướt át, mắt thường có thể thấy được. Từng giọt nước màu xanh biếc như dòng suối chảy trong đó, loáng thoáng khi mờ khi tỏ. Trong cái kén lớn bao bọc bốn đạo thân ảnh, chính là bốn người Tần Vũ. Trước đó, vào lúc Tần Vũ từ trong cảm ngộ của mình tỉnh lại, cực kỳ kinh ngạc phát hiện Tình Nhi, Mục Thiên cùng Cam Vân ba người. Vậy mà cứ như vậy, an nhiên nhập định. Bốn phía chỉ vẹn vẹn có một cái trận pháp đơn giản bảo vệ mọi người. Không nhịn được phì cười, trong lòng lại rất lấy làm may mắn. Lúc này may mà không có kẻ tu vi cao thâm đến đây quấy rầy, bằng không cho dù chính mình không bị trọng thương, chỉ sợ cũng phải mất đi cái cơ duyên ngàn năm một thuở thiên cổ khó gặp kia. Vì thế Tần Vũ trước tiên thi triển đại thần thông, toàn lực thúc động tự nhiên lực trong tinh vân vừa mới hình thành trong đan điền, cùng một lúc di chuyển bốn người đến sân cốc vô danh này. Sự di chuyển này cũng không phá vỡ không gian hay là trực tiếp vượt qua không gian. Thời gian, Tần Vũ ở kiếp trước thân là trưởng khống giả, ý chí của hắn cỡ nào, tất nhiên là việc rất dễ dàng chỉ trong khoảnh khắc liền có thể đạt được. Đó là sử dụng năng lực đặc biệt của trưởng khống giả, năng lực lĩnh ngộ đối với không gian và thời gian. Thế nhưng trong thiên giới và tu la giới lại khó mà làm được điểm này. Đi tới cái thế giới này, thời gian gần ngàn năm, Tần Vũ đã sớm hiểu được những điểm khác biệt giữa nhân giới cùng với thiên giới và tu la giới. Không gian ở đây rất ổn định. Khi thành công đem được mình cùng ba người Tình Nhi di chuyển đến nơi đây, trong lòng Tần Vũ tràn ngập niềm vui sướng. Mức độ ổn định trong không gian này so ra còn hơn Hồng Mông không gian. Ngay cả đến Tần Mông không gian của mình cũng là mạnh hơn gấp 3 lần. Nói cách khác, mặc dù là trưởng khống giả của nhân giới tới đây, cũng không cách nào dễ dàng tách vỡ không gian, thậm chí là hủy diệt cái không gian này. Trong cái kén lớn màu xanh biếc, Tần Vũ tóc dài lay động hư không đứng ở giữa ba người, còn Tình Nhi ba người chia nhau chiếm cứ một góc, hình thành một cái hình tam giác vây quanh Tần Vũ ở trong đó. Từng đạo tự nhiên lực màu xanh biếc tinh thuần vô cùng, tràn ngập chứa chan sinh cơ từ bốn phương tám hướng bên ngoài cái kén lớn tụ tập lại. Nhất là nơi này, tự bản thân nó đã có rất nhiều loại cây cối, cỏ dại rậm rạp mọc khắp nơi trong vùng núi hoang sơ, được tích tụ ủ qua vô số diễn kỷ, lực lượng của nó trở nên tinh khiết phong phú vô cùng, tràn ngập tại mọi ngõ ngách trong ngọn núi lớn. Hơn nữa, cho tới bây giờ chưa từng có người nào có thể phát hiện ra, không có ai có thể có cái loại hấp thụ tự nhiên lực phát huy sản sinh ra tinh thần lực như thế, có thể so với tuyệt thế công pháp tinh thần quyết ở kiếp trước của hắn. Chỉ trong nháy mắt làm cho người ta bước vào ngưỡng cửa của thiên đạo. Cho nên bất luận trong thiên giới hay là tu la giới, cái loại tự nhiên lực cực kỳ bí ẩn mà lại vô cùng dồi dào này trước nay vẫn chưa có người nào hấp thu. Cũng vì thế mà dẫn tới những linh khí này càng ngày càng tích lũy thêm lên. Từng đạo lực lượng màu xanh biếc giống như tơ sợi theo từng bụi cỏ trong đám cỏ dại, từ từng cây cổ thụ chọc trời trong rừng cây bạt ngàn chậm rãi mà vững chắc phát ra. Tất cả đều tụ tập bốn phía quanh cái kén lớn ấy, khiến cho cái kén lớn phủ dày càng phồng lên. Mà bên trong cái kén, một luồng lục quang to bằng cánh tay từ trên đỉnh kén phóng thẳng vào thiên linh đại huyệt của Tần Vũ, theo kinh mạch đã được khai mở rộng, phi thường chậm rãi rót vào trong đan điền. Tinh vân trong đan điền dường như cũng thích ứng với loại lực lượng cường đại cùng cực này. Vốn là tốc độ di chuyển thật chậm, thuận theo tự nhiên ở trong cơ thể càng lúc càng tràn ngập, vận chuyển điên cuồng. Mà sau khi từng đạo tự nhiên lực kia cùng tinh thần lực va chạm vào nhau, lại hình thành một đạo lực lượng cực kỳ cổ quái, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, đồng thời lại mang theo tính chất tử khí âm trầm. Bất quá, cái loại lực lượng không biết là gì này lại làm cho tu vi của Tần Vũ trong nháy mắt tăng lên mấy bậc, khiến cho Tần Vũ tự hồ quá thoải mái mà bật lên tiếng rên. Thuận theo tự nhiên lực trên người Tần Vũ càng lúc càng phát triển, tinh vân nguyên vốn là ngân quang rực rỡ, lúc này đã biến thành tinh vân màu xanh biếc tinh thuần,
lộ ra vẻ có chút quỷ dị và đồng thời lại làm cho người ta cảm thấy tinh vân ấy mới đúng là tinh vân hoàn hảo. Mà lúc này đây, trong cơ thể ba người, Tình Nhi cũng đang trải qua quá trình thoát thai hoán cốt. Sau lưng ba người lúc này, tất cả đều đã không còn cánh như trước nữa. Nguyên vốn là bốn đôi cánh, sau lưng của Tình Nhi và Cam Vân cùng với Tần Vũ giống nhau, chỉ có một đôi cánh đang không ngừng vẫy động. Chỉ có điều, cánh trên lưng hai người đúng là thực tự mình khổ tu mà thành, không giống như cánh của Tần Vũ, chỉ là hư ảo mà ra. Chỉ thấy quang mang nhu hòa vô cùng từ trên người Tần Vũ tản phát ra, từng đạo tự nhiên lực được hắn chuyển đổi thành cực kỳ tinh thuần, rồi lại mang theo lực lượng tính chất vốn có. Đứng ở giữa ba người, rất nhanh đem lực lượng đã chuyển đổi ấy đưa vào trong cơ thể của ba người. Tần Vũ cũng nhận ra biến hóa trong cơ thể ba người. Mục Thiên biến hóa lớn nhất, sau khi đón nhận lực lượng tinh thuần được Tần Vũ chuyển tới, nguyên hạch hắn vốn đã được ngưng kết lại một lần nữa biến hóa. Giữa kim quang chói mắt, một cái nguyên hạch xen lẫn những đốm màu xanh biếc trôi nổi bên trong đan điền. Thiên địa linh khí bốn phía rất nhanh được nguyên hạch chuyển đổi làm lực lượng cần yếu của bản thân. Trong cơ thể, bốn khỏa nguyên đan màu xanh biếc vô cùng cổ quái, hình thành cỡ từ móng tay cái, dần dần trở nên lớn hơn, lại lớn thêm nữa, vậy mà lại lớn bằng cỡ nắm tay. Tình Nhi và Cam Vân lực lượng hơi yếu, cho nên trong cơ thể, mặc dù cũng giống nhau, kết thành nguyên đan cổ quái, so với Mục Thiên kém hơn nhiều. Nguyên đan trong thân thể hai người chỉ hình thành mỗi người một viên, mà tự nhiên lực trong kinh mạch của hai người không ngừng tẩy tủy, phạt mạnh từ từ hình thành trong cơ thể bọn họ, nguồn tự nhiên lực cực kỳ thâm hậu. Bỗng dưng Tần Vũ đột nhiên mở bừng mắt, từng đạo tinh quang bùng phát từ trong mắt chớp lóe, quang mang ở bốn phía nhất thời tối sầm đi vài phần. Nhìn ba người trôi nổi chung quanh hắn, Tần Vũ cười lớn vươn tay phải, tại trong hư không liên tục chộp vài cái, chỉ thấy ba đạo quang mang xanh biếc vô cùng vững chắc từ bốn phía quanh cái kén lớn ấy tiến vào trong thân thể ba người. Ba người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, Mục Thiên ba người đã sớm tiến vào trạng thái bế quan, kinh mạch trong cơ thể trong nháy mắt được tăng cường lên, tản phát ra khí tức thân thiết khắp toàn thân, khiến cho người ta trong vô thức liền muốn thân cận. Làm xong hết thảy những việc này, Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười. Đế Thích Thiên, ngươi lại muốn dùng phương pháp này nhiễu loạn tâm tư của ta. Ngươi có ngờ đâu, Tần Vũ ta sau khi chuyển thế trọng sinh, tâm trí kiên nghị đến cùng cực, há để cho ngươi có thể nhiễu loạn được sao? Một cỗ hào khí từ trong lòng tự nhiên sinh ra, Tần Vũ nhìn vào cảnh tượng xung quanh mình, tiện tay ở trong hư không liên tục chộp vài cái, từng đạo quang điện màu xanh biếc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Càn khôn đại trận kết. Tựa hồ tất cả thực vật trong thiên địa đều hơi lay động, thoáng ảm đạm một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt lại quang mang đại thịnh, từng đạo thiên địa linh khí phong phú cùng cực từ bốn phương tám hướng tụ tập vào bên trong sân cốc nho nhỏ này. Dường như mọi người trong thiên giới cùng tu la giới đều có cảm giác trong thiên địa có biến đổi khác thường. Sương Nhi, không hổ là con của Tần Vũ ta, ban đầu Hồng Bông đại ca dựa vào đại thần thông để không thể điều tra được con đường vận mệnh của ngươi, nhưng không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi vậy mà cũng sắp đột phá cảnh giới trưởng khống giả. Tần Vũ thở phào một hơi dài, thần thức đã phủ trùm nơi xa hơn phân nửa tu la giới, đúng là phân biệt từng tận địa phương bốn người Hồng Quân đang trú ngụ. Đứng ở trên ngọn núi cao cạnh Tu La Thành, Hồng Quân cũng là sắc mặt đại chấn, tràn ngập thần sắc mừng rỡ lộ ra trên mặt hắn. Phóng thần thức ra, hai cỗ thần thức mạnh mẽ vô cùng cứ như vậy trên không trung giao tiếp trao đổi với nhau. Rất lâu sau đó, đạo thần thức vô hình kia tán đi, Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, gắng gượng ngăn chặn ánh đỏ hồng sâu vào trong vành mắt, nhìn Huống Thiên Minh bình thản nói: "Ta vừa mới cùng phụ thân kết nối trao đổi." Huống Thiên Minh sớm đã phát hiện được, với tu vi của hắn, mặc dù so với Hồng Quân kém hơn một chút, nhưng là nếu như thực sự liều mạng chiến đấu, cho dù là Hồng Quân từ lâu đã thành tựu cảnh giới thiên tôn, cũng không cách nào trong một thời gian ngắn mà giết chết được hắn. Cho nên hắn cũng không có biểu hiện kinh ngạc nhiều lắm, chỉ là trên mặt như trước lộ ra vẻ vui mừng và thân thiết thật lòng. Hình như lực lượng của Tần Bá Phụ có điều biến hóa, ta không thể nào phát hiện được bất cứ lực lượng gì của ông. Huống chi cỗ thần thức vừa rồi phát ra kia rất thoải mái, làm cho người ta không tự chủ được liền muốn tới gần bên thân cận với ông. Huống Thiên Minh giọng nói lạnh lùng, nhưng bên trong mắt lại bộc phát ra niềm vui và khát vọng trước giờ chưa từng có. Với thiên tư của Thần Bác Phụ, nhất là sau khi chuyển sinh hình thành được nguyên thần hỗn độn tiên thiên, sớm đã là ưu tú đến tột cùng, xem ra Thần Bác Phụ nhất định có thể nắm giữ được bộ phận của thiên đạo rồi. Thanh âm cảm thán của Huống Thiên Minh truyền đi thật xa,
Lúc này bốn người đã bỏ lại xa thành kia rất xa, đang toàn lực bay đến tòa thành trung tâm của Tu La giới, Tu La thành. Chỉ nghe trong lòng Hồng Quân cảm thán một tiếng: thiên đạo ư, đến tuyệt cùng tới cỡ nào đây? Phụ thân có lĩnh ngộ thiên đạo hay không, hay còn quá nhiều gian nan chắc chở cần phải vượt qua? Chẳng qua là Hồng Quân ta tu vi quá thấp, thêm nữa mệnh cách của bản thân phụ thân rất kỳ lạ, quy tích vận mệnh của ông cũng không phải ta có khả năng nắm bắt được. Hy vọng phụ thân có thể chịu đựng ít đi một chút những khó khăn chắc chở mới tốt. Bỗng nhiên đang bay giữa không trung, hắn chợt run rẩy kịch liệt, kêu thảm một tiếng. Dưới ánh mắt trận trừng kinh hoàng của ba người Huống Thiên Minh, một bóng người từ trên tầng mây chúi đầu xuống, nện mạnh trên mặt đất. Chỉ nghe hắn đột nhiên hét lớn: chẳng lẽ ta trợ giúp phụ thân luân hồi cũng là một phần của thiên đạo sao? Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ miệng hắn phát ra, rồi mặt hắn lại hiện rõ vẻ hối hận vô cùng, lặng im nhìn lên bầu trời xanh lam thật lâu không nói một lời. Tòa thành Sa Thành được Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh sớm đã bỏ lại phía sau. Tôn Thiên tàn sát đẫm máu cùng với Hồng Quân thuận theo ý giết chết Sa Thành thành chủ Lăng Phá Thiên. Trong lòng Hồng Quân và Huống Thiên Minh đã qua một thời gian dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, cuộc sống con người trong lòng của bọn họ cũng chẳng qua là trải qua một chút tro bụi nhỏ nhặt mà thôi, căn bản không cách nào làm cho tâm trí kiên nghị của hai người dậy nên mảy may sóng gió ba đào. Chỉ là thường thường có những việc xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng trong lúc vô ý để lại trong một mầm mống kiên trì sự oán hận, mà những mầm mống này cũng đủ gây ra liên tiếp chuỗi sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Một khi nó được nuôi dưỡng đầy đủ, liền có thể tăng trưởng mau chóng, cho đến lúc làm cho người ta chú ý, làm cho người ta phải đau đầu. Ngạo Nghễ ngồi ở trong đại điện thành chủ phủ, trên mặt Lăng Thanh Vân mang theo một vẻ đắc ý bí ẩn, một chút ngông cuồng cùng với một tia âm lãnh nhìn xuống đám tướng lãnh của Sa Thành đang sợ hãi quỳ trên mặt đất. Ngồi lặng lặng không nói một lời, nhưng lại khiến cho đám tướng lãnh Tu La tộc quỳ trên mặt đất phía dưới đều lộ bộ dáng khiếp đảm. Cái loại cảm giác này Lăng Thanh Vân rất là dễ chịu. Đúng vậy, hắn hôm nay coi như là thiếu niên đắc chí rồi. Cái chết của Lăng Phá Thiên làm cho hắn không hề có ngoại lệ tiếp nhận vị trí thành chủ của Sa Thành, mà lúc này hắn đang giả ngây giả dại, thậm chí là với kế sách làm bộ như kẻ lỗ mãng thô bạo. Rốt cục trong ngày ép buộc rời khỏi Sa Thành bốn tên tướng lãnh còn sót lại mà tu vi so với hắn cao hơn, bộ phận cấm chế Lăng Phá Thiên lưu lại thì bị hắn đột nhiên phát động tới toàn bộ giết sạch. Lúc này cả trong Sa Thành chỉ có hắn một cao thủ bốn cánh thượng giai, ba gã tướng lãnh Tu La tộc bốn cánh hạ giai cùng với một đám tướng lĩnh bốn cánh và binh tốt trở xuống. Trước khi Tu La tộc nữ vương bệ hạ chưa tuyên bố bổ nhiệm thành chủ mới, ít nhất nơi này hắn là cấp cao nhất. Mà Lăng Thanh Vân tin rằng chỉ cần chính mình nắm giữ thế chủ động, trong lúc Tu La nữ vương chưa có phái những người khác đến đây tiếp nhận thay vị trí của mình, liền đem hết thảy sự việc nơi này đều báo về, chỉ e rằng cuối cùng người được lợi cũng sẽ là hắn. Vị trí địa lý của Sa Thành so với Bích Thành mặc dù kém không bao nhiêu, nhưng tác dụng lớn nhất của Sa Thành là phân cách từ hải kia. Nói thẳng ra, mục đích thiết lập Sa Thành này thật ra chính là để giám thị Tử Thành, để tránh tù phạm của Tử Thành bạo loạn mà từ đó uy hiếp cả Tu La giới. Chẳng qua là đối với Tu La nữ vương hiện nay mà nói, cái việc bố trí thủ đoạn đối với nàng loại cao thủ tám cánh mà nói đã sớm là có cũng như không. Nếu như không phải Lăng Phá Thiên tự nghĩ ra cấm chế, đúng là phương pháp độc nhất vô nhị trong cả Tu La tộc. Thêm nữa trước đây khi Lăng Phá Thiên còn sống canh giữ ở nơi này lại cực kỳ cố chấp, Tu La nữ vương cũng chỉ là bỏ mặc buông xuôi. Dù thao thêm một tòa thành cũng không nhiều lắm, giảm đi một tòa thành cũng không mất mát gì, cho nên nơi này cũng dần dần bị giới cao cấp của Tu La tộc xem thường vô cùng. Còn Bích Thành thì không như vậy, tựa vào Ma Thành, nơi này coi như là cửa ngõ của toàn cả Tu La giới. Một khi thất thủ, người của thiên giới có thể từ nơi này trực tiếp xâm nhập vào sâu trong phần đất của Tu La tộc. Vì lẽ đó, Trạc Nghiên mới đã giận dữ đem người tâm phúc khuê sinh đặt ở Bích Thành. Đồng thời giận cá chém thớt, đem hai tên đội trưởng kia đang dòm ngó vị trí chủ thành giết chết tại chỗ. Hết thảy tất cả những điều này đều được Lăng Thanh Vân ngu dốt trong lòng tính toán hồi lâu. Hắn càng thêm tin chắc, bởi vì cường giả của Sa Thành đã toàn quân chết sạch, nữ vương tất nhiên sẽ không để nơi này vào trong mắt, cuối cùng cũng chính là hắn sẽ hưởng tiện nghi rồi. Khóe miệng mơ hồ nhếch lên, lộ ra nụ cười như có như không. Hắn ngẩng đầu chậm rãi quét mắt nhìn xuống ba gã tướng lĩnh Tu La tộc bốn cánh cung kính quỳ ở phía dưới. Ba người này hôm nay là ba tên đội trưởng thành vệ đội của Sa Thành, phòng thủ quản lý cả tòa thành. Các ngươi đều đứng lên đi, những người này các ngươi vất vả rồi.
Lăng Thanh Vân nhàn nhạt nói, mặt tươi cười nhìn ba người đang đứng cúi mình. Phụ thân bị cường đồ giết chết, cả Sa Thành cơ hồ lâm vào cục diện sụp đổ. Không có lòng dạ săn sót kiên cường của các ngươi, sợ là mọi người chúng ta đây đã sớm phải chạy trốn vào rừng rú. Nham Phong, công lao của ngươi lớn nhất, sau này ngươi lãnh nhiệm vụ đại thống lĩnh tất cả binh sĩ của Sa Thành ta. Một gã tướng lãnh phóc người khôi ngô vội vàng quỳ xuống về mặt cảm kích tạ ơn. Lăng Thanh Vân cười khoát tay áo ra ý bảo hắn không cần khách khí như vậy, tiếp đó quay đầu đối diện với hai tên tướng lãnh mặt không đổi sắc kia, tươi cười nói: Thanh Thiện và Triệu Đích công lao cũng không nhỏ, sau này hai người các ngươi là phó đội trưởng thành vệ đội của ta, hiệp sức với Nham Phong cùng nhau bảo vệ Sa Thành cho thật tốt, các ngươi có thể làm được không? Hai người vội vàng quỳ xuống cuống quýt nói: Thuộc hạ quyết không phụ lòng mong mỏi của thành chủ đâu. Mặt khác, ta yêu cầu các ngươi tiếp theo phải lựa chọn thêm nhiều thiếu niên có tư chất cao tiến hành bồi dưỡng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm cho Sa Thành chúng ta khôi phục một phần thực lực. Lăng Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí lớn giọng: Ít nhất phải tìm ra 100 tên thiếu niên tư chất tốt, tất cả mọi người toàn bộ dẫn tới thành chủ phủ, ta muốn đích thân bồi dưỡng bọn họ. Nếu như các ngươi làm không được, ta không ngại trừng phạt các ngươi đâu. Ba người lập tức sợ hãi gật đầu chào Lăng Thanh Vân xong, rối rít bước nhanh ra khỏi thành chủ phủ, đi hoàn thành nhiệm vụ được Lăng Thanh Vân giao phó. Nhìn ba đạo thân ảnh nhếch nhác rời khỏi đại đường, Lăng Thanh Vân im lặng một hồi lâu sau mới phát ra tiếng cười ngông cuồng: Lão quỷ, thiếu gia sẽ vì lão báo cừu, hãy chờ xem. Vừa nói liền định rời đi. Báo cừu ư? Ngươi có cái thực lực đó sao? Một đạo thanh âm hết sức khinh thường từ phía sau Lăng Thanh Vân truyền đến. Người ta chính là cao thủ tám cánh, thậm chí còn lợi hại hơn thế. Ngươi dựa vào cái gì mà tìm bọn họ báo cừu đây? Chỉ bằng thủ hạ của ngươi, bọn tàn binh bại tướng này sao? Là ai trốn trốn núp núp định làm cái gì? Đã có gan đến Sa Thành ta dương ngoài thì hãy ra mặt đi chứ. Lăng Thanh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù sau khi Lăng Phá Thiên chết đi, 2/3 cấm chế của Sa Thành cũng đã theo gió mà tan biến mất, nhưng dù sao vẫn còn một phần cấm chế lưu lại. Với năng lượng nguyên thạch được cung cấp đầy đủ, vẫn phát huy tốt tác dụng bảo vệ Sa Thành. Mà những cấm chế còn sót lại này tự nhiên cũng là Lăng Phá Thiên khi còn sống đắc ý nhất, lực sát thương của cấm chế mãnh liệt nhất. Mà người này có thể vô thanh vô tức đột phá cấm chế này vào tới thành chủ phủ, hơn nữa còn có thể dưới thần thức của cao thủ bốn cánh thượng giai mà ẩn giấu được hình bóng. Điều này đã khiến cho Lăng Thanh Vân trong lòng hết sức kinh hãi, không khỏi cảnh giác cao độ. Chẳng qua đầu óc Lăng Thanh Vân xoay chuyển rất nhanh, lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn đã có sẵn kế hoạch, liền lập tức quỳ xuống lớn tiếng nói: Không biết tiền bối là thần thánh phương nào, tiểu tử ngu dốt phụ thân bị người giết chết nhưng lại không có sức báo thù, không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này, mong được tiền bối chỉ bảo. Trong không khí dao động một hồi, giống như mặt nước yên tĩnh bị gió thổi lay động rung động liên tục, bỗng một đạo thân ảnh mờ mờ ảo ảo bất thình lình xuất hiện ở trước mặt Lăng Thanh Vân. Chỉ thấy quanh thân người vừa mới tới đều phát ra khí tức đen nhánh dày đặc, một cỗ cảm giác âm lãnh xuất hiện ở trong lòng Lăng Thanh Vân, làm cho hắn không kiềm chế được một cơn lạnh giá rũ lẹt tay chân. Đây là tu vi thuộc dạng gì mà có thể xuất hiện vô thanh vô tức trước mặt cao thủ bốn cánh? Lăng Thanh Vân trong lòng rất là khổ não, vừa mới chấp nhận vị trí thành chủ nóng hổi, lập tức lại xuất hiện một vị thần bí nhân cao thủ. Với tu vi của hắn, nếu như muốn giết chết mình, sợ là sẽ rất dễ dàng. Tiểu tử quả là rất thông minh, lanh lợi, cũng không uổng công đại lão ta từ nơi xa tới đây, đặc biệt chỉ điểm cho ngươi một phen. Thân ảnh giống như màn hơi nước kia rung động không ngừng, thanh âm cực kỳ âm lãnh từ trong màn hơi mờ ảo truyền ra. Chỉ nghe thanh âm kia nhàn nhạt nói: Ha ha, tu vi của ngươi thật sự là rất thấp, bốn cánh ư? Tự hồ ta chỉ cần dùng ý niệm trong đầu, ngươi chỉ sợ sẽ tan thành mây khói mất thôi. Thanh âm bình thản mà lại tràn ngập ý vị lạnh lùng khốc liệt, khiến cho trong lòng Lăng Thanh Vân rất kinh hãi. Một đạo kiếm quang màu xanh xuất hiện ở trên bàn tay của hắn, vẻ mặt đề phòng hỏi: Tiền bối, xin đừng đùa bỡn Thanh Vân, nếu như ngài muốn giết ta, lúc nãy đã có thể trong nháy mắt hủy diệt nguyên hạch của ta rồi, cầu xin tiền bối chỉ giáo cho một lần. Giọng nói của Thanh Lăng Vân phát ra với vẻ đành chịu, nỗi khổ trong lòng làm cho có dáng sắc chân thành thực sự. Nếu như không phải rất quen thuộc với tính cách của hắn, chỉ e rằng không một ai có thể nhìn ra được trong lòng của tên gia hỏa lúc này đang thầm chửi rủa âm ỉ.
Bóng dáng thần bí trong màn hơi mờ ảo kia cười hăng hắc âm trầm nói: "Chỉ điểm ư? Tự nhiên là sẽ chỉ điểm cho ngươi một phen. Có điều là tu vi của ngươi thực sự rất thấp, ta có chỉ điểm cho ngươi cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Nói đến câu sau, bóng đen tự hồ có hơi buồn rầu, gầm nhẹ một tiếng tự nhủ: "Tu luyện lâu như vậy lại còn chưa đột phá được năm đôi cánh, tư chất thật sự quá kém rồi. Ta có nên lập tức giết chết hắn hay không, tìm kiếm người khác tu vi cao hơn để tiếp nhận thay vị trí của hắn đây?" Thanh âm chuyển tới, Lăng Thanh Vân lần nữa mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, mồ hôi trên trán đã sớm chảy ròng ròng xuống đầy mặt. "Thôi được, có lẽ ta không cần giết. Không nghĩ tới tu vi kém như vậy mà lại có thể làm cho những người đó toàn bộ bị hại chết đi. Người cũng coi như là lòng lang dạ sói. Không tệ, không tệ. Ta thích tính cách người như người đấy." Trong màn nước lần nữa lay động trở lại, một cánh tay trong suốt trắng nõn chợt từ trong màn nước đưa ra, trong nháy mắt chụp lấy Lăng Thanh Vân vào tay. Thiên địa linh khí bốn phía tại bàn tay của hắn đang nắm giữ yết hầu của Lăng Thanh Vân, giống như trên mặt nước yên tĩnh bị người ta ném vào một tảng đá, trong nháy mắt bị khuấy động lên. Từng đạo nguyên khí mang theo lực lượng cường đại ao ao tràn vào thân thể của Lăng Thanh Vân đang kinh hãi gần chết, làm cho thân thể hắn vốn hơi gầy yếu nhưng ngay tức thì căng phồng lên, trong chớp mắt đã trở thành một người rất to béo. Lúc này Lăng Thanh Vân phảng phất như đưa thân vào một không gian khác, thân thể bị lực lượng linh khí cực kỳ khủng bố bổ khuyết, từng đạo linh khí trong thể nội tàn phá bừa bãi, khiến cho hắn đau đến hét to, thanh âm thê lương bi thảm truyền khắp bốn phía. Một cái chai rượu cho dù cứ tiếp tục rót vào bên trong cũng có lúc phải đầy, đầy tức phải tràn ra. Nếu muốn khiến cho chai rượu có thể chứa nhiều lượng rượu hơn, tự nhiên cần phải mở rộng dung lượng của chai rượu. Con người cũng là như thế, thiên tư của con người là điều kiện tiên quyết, thiên tư của tu la nhân là quyết định bởi chất lượng quả tu la của cây tu la sinh thành. Chính là lời nói trước đây, sau khi Tần Vũ trong lúc vô tình tiến vào đạo của tự nhiên, tất cả cây tu la trong tiểu viện kia của Ma Thành toàn bộ đều nhận được sự xúc tiến của tự nhiên lực và hỗn độn lực của Tần Vũ trong lúc vô ý tràn ra, làm cho những cây tu la tiên thiên này liền hình thành tương đương với đại bộ phận cành lá và thân cây của tu la, liền tăng thêm cường hãn, khiến cho đám cây tu la này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lúc này so với tốc độ lúc trước để thăng gấp trăm lần. Mà một khi những cây tu la này kết thành tu la quả, lúc đó tất cả những tu la nhân sinh ra thiên tư là tồn tại chí cao. Tư chất của Lăng Thanh Vân cũng không tốt, nếu không Lăng Phá Thiên cũng sẽ đem phương pháp của những cấm chế kia trao cho nhi tử duy nhất này. Tịnh không phải là Lăng Phá Thiên hẹp hòi, mà là những cấm chế này đòi hỏi ít nhất phải 5 đôi cánh mới có thể thi triển ra được. Lăng Thanh Vân tư chất lại có hạn, đình trệ ở 4 đôi cánh thượng giai mấy trăm năm thời gian không cách nào đột phá. Có thể nói không chút khách khí, Lăng Thanh Vân cơ hồ đã là không có thể đột phá. Cho dù là hắn hôm nay đã ngồi trên bảo tọa của thành chủ Sa Thành cũng không đủ khiến cho tu vi của hắn tiếp tục tiến bộ được. Điểm này Lăng Phá Thiên tự mình cũng hiểu rõ ràng, chỉ bất quá sâu trong lòng hắn vẫn đang ôm một chút ảo tưởng, cũng là không muốn thừa nhận mà thôi. Hết thảy đều tại lúc thần bí nhân này xuất hiện phát sinh ra biến hóa thay đổi hoàn toàn. Ở cái không gian quỷ dị này, từng đạo thiên địa linh khí khủng bố vô cùng điên cuồng tràn vào cơ thể Lăng Thanh Vân, làm cho hắn toàn thân kinh mạch nhất thời bị trùng kích bẻ tan tành, quần áo toàn bộ thành tro, bộ da trần trụi trên người cũng dần dần khô đi, cũng giống như đất đai sau khi khô hạn, từng vết nhăn đáng sợ theo toàn thân lan ra. Nguyên hạch bên trong đan điền sớm đã bể tan tành, lúc này trong đan điền một mảng hỗn độn, linh khí hỗn loạn chạy loạn bốn phía, nếu như không ai ngăn lại, e rằng hắn sẽ rất nhanh bạo thể mà chết. Lăng Thanh Vân ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không còn nữa, sắc mặt hắn dữ tợn, cắn chặt răng kiên trì dựa vào một cỗ tín niệm, hy vọng thần bí nhân kia có thể ra tay giải quyết nguy cơ của hắn lúc này. Không ngoài dự đoán, thần bí nhân như sở nguyện của hắn khẽ quát một tiếng: "Tu La Kính mở!" Một đạo ánh sáng rực rỡ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung từ bốn phương tám hướng trùng kích tới. Theo sự xuất hiện của tia sáng, Lăng Thanh Vân đột nhiên có loại cảm giác như quay trở về trong tu la quả, một loại cảm giác ấm áp ở sâu trong lòng dâng lên. Tia sáng này tự hồ mang theo công hiệu đặc thù, chỉ thấy mỗi một đạo tia sáng tiến vào cơ thể Lăng Thanh Vân đều không có thể trực tiếp tiến vào đan điền. Theo tia sáng từ từ gia tăng, trong đan điền một viên hắc điểm cực nhỏ chậm rãi hình thành, nguyên hạch tái tạo lại.
Theo sự hình thành của hắc điểm, nguyên hạch tái tạo, bên trong đan điền vốn là một đoàn thiên địa linh khí loạn tác, nhất thời phô thiên cái địa tràn vào. Thiên địa linh khí bốn phía thân thể Lăng Thanh Vân cũng đột nhiên tốc độ điên cuồng, ngưng tụ so với vừa nãy còn muốn nhanh hơn, trùng kích vào thân thể hắn. Từng đạo tia sáng nhập vào trong cơ thể hắn, một cỗ linh khí rửa sạch thân thể, cơ hồ trong nháy mắt, kinh mạch trong cơ thể Lăng Thanh Vân liền tại dưới tác dụng của tia sáng một lần nữa thành hình, rộng rãi vô cùng, kinh mạch cực kỳ cứng cỏi lên so với lúc thân thể chưa trải qua cải tạo hơn rất nhiều. Nếu như nói kinh mạch chưa cải tạo chính là một con sông nhỏ, như vậy qua cải tạo kinh mạch lúc này liền giống như con sông lớn Trường Giang bao la bát ngát, thiên địa linh khí có thể dung nạp càng kinh thế hãi tục. Lăng Thanh Vân một bên thừa nhận sự tái tạo của nguyên hạch, sự thống khổ của kinh mạch phát triển, một bên trong lòng rất nhanh tính toán vị thần bí nhân này tại sao phải giúp mình. Cũng không phải bởi vì mình vừa mới quỳ xuống hắn liền cho chỗ tốt lớn như thế này chứ. Nghĩ tới đây, Lăng Thanh Vân không khỏi có chút hối hận. Sớm biết rằng quỳ xuống cũng có chỗ tốt như vậy, vậy thì dập đầu với hắn thì sẽ sao đây? Từng cái ý niệm hoang đường hiện lên trong đầu hắn. Lăng Thanh Vân cũng tự mình cảm giác được những ý niệm này thực quá buồn cười. Chỉ là nó đến cùng vị thần bí nhân kia tại sao phải cho mình nhiều chỗ tốt như thế này? Lăng Thanh Vân lúc này chính mình cũng có thể rõ ràng một chút chuyện. Đem hắn tới một cái không gian thần bí, dùng thật lớn thần thông cải tạo đan điền, nguyên hạch và kinh mạch toàn thân. Đây không phải giống như việc tu la nhân có khả năng làm. Thậm chí có thể nói, cho dù là tu la nữ vương, Lăng Thanh Vân cũng không tin tưởng nàng ta có thể làm được. Mà vị thần bí nhân này hắn lại dễ dàng làm được. Đây nên là cái thần thông gì đây? Nếu như chính mình có thể có được lực lượng lớn mạnh như thế, vậy cả tu la giới chẳng phải đều nằm dạp xuống dưới chân mình rồi sao? Lăng Thanh Vân lắc đầu, cười tự giễu một tiếng, đem ý niệm không phù hợp thực tế này vứt ra khỏi đầu. Muốn vừa tiếp tục suy tư lại đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn lắc lắc đầu, chính hắn tự hồ đã có thể động đậy. Ngơ ngác một hồi lâu, Lăng Thanh Vân rốt cuộc cũng phát hiện ra thân thể của mình tự hồ đã có thể động đậy. Nói cách khác, cải tạo đã hoàn toàn thành công. Lực lượng mạnh mẽ theo thể nội lưu động, thân thể tự hồ cũng được tăng cường cực lớn. Lăng Thanh Vân thử đối diện hư không phía trước đánh ra một quyền. Oanh một tiếng vang thật lớn, mấy cái khe không gian tối như mực xuất hiện trước khuôn mặt ngạc nhiên của hắn. Tiểu gia hỏa, thật là nôn nóng. Thanh âm trêu chọc bốn phương tám hướng chuyển tới, chỉ nghe thần bí nhân kia xanh xách nói: "Năm cánh, tu la nhân, không tệ. Ngươi vốn là thân thể quá yếu, dưới cường hóa ta cho ngươi, phòng trường sau này hẳn là có cơ hội tiến vào cảnh giới tám cánh rồi." Lăng Thanh Vân ngơ ngác giơ hai tay lên, vô ý thức nhắc lại: "Tám đôi cánh ư? A!" Hắn hét ầm lên, thanh âm sắc bén tự hồ đem thần bí nhân kia dọa cho hoảng sợ. "Kêu cái gì?" Thần bí nhân quát lớn một tiếng: "Tỉnh lại cho lão tử!" Phảng phất giống như một đạo tia sét đánh lên đỉnh đầu Lăng Thanh Vân, trong khoảnh khắc liền đem hắn đánh thức lại. Lăng Thanh Vân cơ hồ ngây ngốc chốc lát, đột nhiên quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên lớn tiếng nói: "Đồ nhi Lăng Thanh Vân, khấu kiến sư phụ, thỉnh an sư phụ người, tạ ơn người trợ giúp." Không thể không nói, Lăng Thanh Vân rất cơ trí, rất thông minh, cũng chính bởi như thế, hắn mới có thể xem trọng vị thần bí nhân này. Thần bí nhân bị động tác của Lăng Thanh Vân làm cho choáng, sửng sốt một hồi lâu mới tức giận nói: "Ta thu ngươi làm đồ đệ lúc nào, đứng lên cho ta, lão tử không cần đồ đệ hầu hạ." Lăng Thanh Vân lần này lại là không có nghe lời hắn nói, ngược lại càng thêm cung kính dập đầu ba cái, trên mặt mang theo thần sắc vô cùng cảm kích lớn tiếng nói: "Vô luận sư phụ có hay không thu Thanh Vân làm đồ đệ, tại trong lòng Thanh Vân người chính là sư phụ của ta." Nói xong hắn giơ hai tay dùng lực dụi dụi đôi mắt, nức nở nói: "Ngay đến tử quỷ phụ thân ta cũng từ trước tới giờ đều không có đối với Thanh Vân tốt như vậy, không nghĩ tới sư phụ cho ta chỗ tốt thật to lớn, việc đến nước này Thanh Vân tất nhiên xem người làm sư phụ duy nhất rồi." Lúc hắn nói ra những lời này cực kỳ đại nghĩa lẫm liệt, tựa hồ chí nghĩa khiến hắn vô cùng cảm động. Thần bí nhân không có nói gì, trầm mặc hồi lâu mới khẽ thở dài: "Được rồi, tùy ngươi, tóm lại ta sẽ không thừa nhận ngươi là một đồ đệ, bất quá niệm tình ngươi coi như còn có tri ân báo đáp, tựu lại tặng ngươi một đồ vật vậy." Vừa nói, một cây trường côn quang mang kim khí lấp lóe khác thường xuất hiện trong tay Lăng Thanh Vân. Đột nhiên xuất hiện khiến cho tay phải Lăng Thanh Vân rung lên, thiếu chút nữa kèm không được cây trường côn kia. Trường côn rất nặng, phảng phất như lực lượng ngàn cân, khiến cho Lăng Thanh Vân nhấc lên cực kỳ khó khăn. Hắn đánh giá một chút, lập tức quỳ xuống lớn tiếng nói:
Đồ nhi cảm ơn hảo ý của sư phụ, đến tận hôm nay vẫn không biết tôn danh của sư phụ người, vẫn mong sư phụ cho biết. Trong mắt của hắn lộ ra cực độ, thần sắc như khát vọng và tò mò, bốn phía đánh giá tình cảnh không gian chung quanh. Thần vĩ nhân cười hăng hắc: Tát Hải, ngươi chưa từng nghe qua đúng không? Coi như lão tử chưa nói, ngươi cũng không được đối với người ngoài nhắc tới. Về sự tình của phụ thân ngươi, ta cũng là hiểu một chút. Mấy người giết phụ thân ngươi thực lực rất mạnh, không phải ngươi trước mắt có thể trêu chọc, cho nên ngươi nên cố gắng tu luyện mới được. Lăng Thanh Vân bộ dáng khiêm tốn nghe chỉ giáo, không ngừng gật đầu. Thần bí nhân dừng lại một chút, bàn tay to vung lên, Lăng Thanh Vân chỉ cảm thấy trước mặt choáng lên một cái, cuối cùng lại ngồi trở lại trên bảo tọa của Sa Thành thành chủ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tại lúc này vì phụ thân ngươi báo thù, lão tử cũng đi, ngươi phải tu luyện nhiều hơn. Thanh âm cực nhỏ trực tiếp xuất hiện trong óc hắn. Cung kiến sư phụ. Lăng Thanh Vân nghe vậy vội vàng quỳ xuống, một hồi lâu mới đứng lên, cực kỳ hài lòng quát lớn: Người đâu? Thông báo cho tất cả thành dân và đám minh sĩ của Sa Thành, từ ngày hôm nay trở đi Sa Thành bắt đầu đóng cửa, tất cả mọi người không được phép ra ngoài cửa thành, nếu không giết không tha. Cũng trong lúc đó, nhìn núi non khổng lồ trước mắt, Huống Khiên Minh im lặng cười khổ, ngắm nhìn Hồng Quân lại thấy hắn cũng là vẻ mặt buồn bực, đúng nơi đó thấp giọng mắng: Đây là núi non gì? Sao lại dài như thế này? Phía trước là ngọn núi quanh co trùng điệp, dài tưởng như vô tận sừng sững trước mắt. Chỉ thấy đỉnh núi như xuyên thủng trời, ngay cả những đám mây cũng bị che mất một phần. Tôn Thiên vẻ mặt lãnh đạm nhìn ngọn núi trùng điệp phía trước lạnh lùng nói: Đó là ngọn núi duy nhất của Tu La Giới, bởi vì nó dường như thông lên tận trời cho nên gọi là Thiên Sơn. Nước mắt nhìn Lãnh Diễm Phỉ vẫn im lặng, hắn cười cười nói: Ngọn núi thật dài, nhưng đây cũng là con đường duy nhất đến Tu La Thành. Nếu là phi hành cũng mất thời gian mấy năm, trừ phi các ngươi có thần thông giống như Tu La Nữ Vương Bệ Hạ, có lẽ có thể nháy mắt đến nơi. Hồng Quân và Huống Thiên Minh nghe Tôn Thiên nói chỉ đứng cười, sau đó chỉ thấy Hồng Quân thân ảnh chợt lóe lên liền biến mất tại chỗ. Chưa được thời gian nửa nén hương sau đã quay lại bên cạnh Huống Thiên Minh. Tôn Thiên nói đúng, thông qua tòa Thiên Sơn này sẽ đến một bình nguyên, Tu La Thành dường như là ngựa trên đó. Thanh âm Hồng Quân trực tiếp vang lên trong tai Huống Thiên Minh. Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ căn bản là không cách nào nghe thấy, hơn nữa sắc mặt hắn vẫn rất tự nhiên, không chút nào có dị trạng. Huống Thiên Minh âm thầm gật đầu, cũng truyền âm nói: Chúng ta trực tiếp mang hai người này thuấn di đi chứ? Trực tiếp mang ư? Cũng không phải là không thể. Hồng Quân trầm ngâm sau hồi lâu lắc đầu nói: Chỉ là không gian ở Tu La Giới này quá mức kiên cố, muốn đột phá không gian cần phải có một lượng lớn thiên địa nguyên khí, huống chi là mang thêm hai người đi theo chúng ta. Nếu là cứ hấp thu thiên địa nguyên khí nhiều như vậy sẽ bị người khác chú ý. Chính là quên đi, dù sao chúng ta cũng có trăm năm thời gian, nếu có đến được Tu La Thành trước cũng phải đợi, không bằng cứ du sơn ngoạn thủy phiêu diêu tại đây. Huống Thiên Minh do dự một chút cười hỏi: Chuyện tìm kiếm những người đó chúng ta nên làm thế nào? Hồng Quân nói: Đợi đến khi gặp cha chúng ta liền bắt đầu đi tìm, chắc cũng không lâu sẽ tìm được ra bọn họ, cũng nhanh thôi, có lẽ khi chúng ta đến Tu La Thành thì cha cũng sẽ tới nơi. Hắn lại nhìn ngọn núi phía trước, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, thở dài nói: Chính là không biết ta trợ giúp cha luân hồi có khiến người tức giận, cũng có làm cha vì lĩnh ngộ thiên đạo mà gặp nhiều khó khăn hay không. Huống Thiên Minh lắc đầu không nói gì thêm. Thiên đạo đối với hắn mà nói thật sự quá xa xôi, hắn hôm nay ngay cả trường khống giả cũng không thể đạt tới, sao có thể bàn đến chuyện thiên đạo này. Bắt gặp ánh mắt tò mò của Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ, hai người ngừng truyền âm. Hồng Quân cười nói: Nếu Tôn Thiên đã từng qua nơi này thì phiền ngươi dẫn đường, chúng ta cứ chậm rãi mà phi hành. Tôn Thiên không nói gì thêm liền dẫn đầu bay về phía trước. Chỉ thấy một trận mây mù bao phủ, sau đó như tiến vào một không gian khác biệt. Bốn phía đều là những cây đại thụ, thiên địa nguyên khí dày đặc đến nỗi như kết lại thành chất lỏng, khiến cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Bỗng một tiếng hống vang lên, Lãnh Diễm Phỉ vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía, hốt nhiên giống to. Một bàn tay khổng lồ từ phía dưới chồm lên, trong nháy mắt đập nàng từ trên không rơi xuống, hộc máu hôn mê. Hồng Quân kinh hãi, vừa rồi chính là do đang suy nghĩ về chuyện thiên đạo. Hơn nữa Tôn Thiên đối với nơi này đã có quen thuộc, cho nên cũng không phóng thần thức điều tra, không có nghĩ tới nơi này lại có nguy hiểm. Thế vậy thân ảnh chấp động muốn cứu Lãnh Diễm Phỉ trở về, thế nhưng Huống Thiên Minh đã sớm ôm Lãnh Diễm Phỉ vào trong lòng, đứng trước mặt Hồng Quân.
Hồng Quân cười, lắc đầu, thân ảnh lại lóe lên, một quyền trưởng lóe lên đánh về phía một quái thú thật lớn. Lúc này Tôn Thiên cả kinh kêu lên: "Cẩn thận, hổ độn thú này có thể so với cao thủ bảy cánh đỉnh cấp đấy." Chỉ thấy hổ độn thú hiện lên với ba cái đầu cực lớn, thân hình cao hơn 10 trượng, sáu con mắt thấy Hồng Quân đánh tới liền ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một quang trường hình bàn tay điên cuồng vỗ tới hướng Hồng Quân. Một mùi rất khó chịu theo sau ma trưởng phả vào mũi mọi người, khó người cùng cực khiến cho Hồng Quân phải nhíu mày. Thấy ma trưởng thật lớn kia đánh úp lại, Hồng Quân không sợ hãi chút nào, thân ảnh đột nhiên phát ra hàng vạn đạo kim quang, hét lên một tiếng, hai tay chập lại cũng hình thành nên một quyền trưởng rất lớn. Từng đạo thiên địa nguyên khí bị hư ảnh kia hấp thu, chưa đến một lúc quyền ảnh của Hồng Quân đã ngưng tụ lại thành một nắm tay như thực chất. Oanh một tiếng, Tôn Thiên mặt tái xanh cứng lưỡi quan sát thân thể Hồng Quân lóe ra kim quang, không nhịn được trong lòng thầm rên rỉ. Chỉ thấy huyết nhục trước mặt hắn, huyết nhục như nhảy múa, một thứ chất lỏng nhầy nhụa nồng nặc mùi xú uế đổ lên đầu Tôn Thiên. Mà Hồng Quân lúc này đã tỉnh táo lui trở lại bên cạnh Huống Thiên Minh, một đạo kim quang bình chướng xuất hiện trước mặt hai người, tiếp theo là một đoàn nhục thể nổ tung nát thành tương. Một quyền Hồng Quân chỉ sử dụng có một quyền liền có thể đánh hổ lộn thú có thể so với tu la bảy cánh thành nhục tương. Tôn Thiên thấy vậy sắc mặt đại biến, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Hồng Quân. Lúc trước Hồng Quân đánh lui tu la nữ vương cũng không thể khiến Tôn Thiên sinh ra sợ hãi như vậy. Dù sao hai người cũng không có chính thức động thủ, cũng có thể nói là chưa có cơ hội thể hiện thực lực khiến cho Tôn Thiên sợ hãi. Mà thân thể quá mức to lớn của hồ độn thú, người bình thường không thể dễ dàng mà thương tổn, vô luận là chạm tới nơi nào cũng cứng rắn chí cực, cho dù là mặt trời cũng không thể đốt cháy được da thịt của nó, nhất là thiết trưởng càng làm cho người khác sinh ra sợ hãi trong lòng. Hồng Quân có thể giết chết hồ độn thú, tất nhiên sẽ khiến Tôn Thiên sinh ra kinh hãi thật lớn. Huống Thiên Minh hai tay ôm Lãnh Diễm Phỉ, sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhìn chằm chằm phía trước, một tay vươn ra chụp lấy một viên nội đan đen nhánh to bằng nắm tay, đó chính là nội đan của hồ độn thú. Tôn Thiên mở to hai mắt, thấy khuôn mặt của Huống Thiên Minh lúc này mà phát lạnh. Viên nội đan to bằng nắm tay này ngưng tụ ít nhất 10.000 năm tu vi của quái thú, liền bị hắn bóp nát bấy, biến thành một đoàn bụi phấn hòa vào trong gió. A! Hồng Quân thấy vậy đột nhiên kêu to, nhăn mặt mắng: "Nội đan là nguyên liệu luyện khí cực phẩm lại bị ngươi hủy đi rồi. Thiên Minh, ngươi thật giỏi, chính là không biết quý tài vật mà." Hồng Quân rất buồn bực nhìn đám bụi phấn đang phiêu phủ trong gió, hận không thể dùng đại thần thông tu lại. Phải biết rằng nó chính là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế thiên tôn linh bảo. Nghĩ đến viên nội đan 10.000 năm tu vi cứ thế mà bị hủy, Hồng Quân lại thấy cay cay mũi. Huống Thiên Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hồng Quân, không nói gì, ngược lại cúi đầu ôn nhu nhìn Lãnh Diễm Phỉ trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi: "Chỗ nào không thoải mái sao?" Lãnh Diễm Phỉ chưa lần nào cảm nhận qua loại tình cảm này, từ khi đi cùng bọn Huống Thiên Minh, nàng một mực ý nhị thể hiện tình cảm. Thế nhưng Huống Thiên Minh cũng thủy chung đều lạnh như băng, không để ý tới thái độ đó đã từng khiến cho Lãnh Diễm Phỉ khổ sở. Hôm nay không có nghĩ đến vì bị thương mà Huống Thiên Minh lại lộ ra bộ sáng ôn nhu như vậy, cho nên Lãnh Diễm Phỉ dùng sức nhìn Huống Thiên Minh, lại thoáng liếc qua Hồng Quân, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin, ngẩn mặt ra. Thấy Lãnh Diễm Phỉ ngẩn ra, Huống Thiên Minh tay chân rối lên, lo lắng nhìn Hồng Quân, cũng quên không dùng thần thức tra xét xem Lãnh Diễm Phỉ tương thế ra sao, đã lớn tiếng nói: "Tiểu Quân, Tiểu Quân, mau đến xem Lãnh Diễm Phỉ nàng ta như thế nào, lại ngất đi." Hồng Quân chưa kịp cáu, hắn hủy diệt nội đan quái thú, nghe hắn gọi thất thanh, không nhịn được trợn trừng mắt. "Người cấp cho nàng ta nhiều năng lượng như vậy, sợ rằng khi tỉnh lại sẽ rất nhanh tiến vào cảnh giới năm đôi cánh rồi, như thế nào còn có chuyện gì được đây?" "Yên tâm đi, nàng ta chỉ bị ngươi đột nhiên quan tâm mà quá cảm động đó thôi, một lúc sau sẽ tốt thôi." Vừa rồi Huống Thiên Minh thấy Lãnh Diễm Phỉ bị thương, lực lượng trong cơ thể điên cuồng đưa vào trong người Lãnh Diễm Phỉ, cố ý giúp nàng chữa thương, cũng không biết nhiều ít thế nào. Nhưng Hồng Quân một bên xem bộ dáng hắn như vậy, nghĩ ngày thường tên này luôn làm mặt lạnh lùng, liền không nhịn được tức giận mắng: "Lãnh Diễm Phỉ vốn đã rất thích ngươi vậy, mà ngày thường xú tiểu tử ngươi lại làm bộ lạnh lùng không để ý tới nàng ta, hôm nay đột nhiên lại thay đổi, nếu đổi lại là ai khác cũng bị ngươi làm cho..." Đang nói, Lãnh Diễm Phỉ đã tỉnh lại, cũng vừa vặn nghe được lời Hồng Quân nói, lại nhìn Huống Thiên Minh thần sắc lo lắng thì mặt đỏ bừng thẹn thùng, lại rúc vào lồng ngực Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh ôm Lãnh Diễm Phỉ đang cười khúc khích vào trong lòng, cảm giác như cơ thể nóng bừng,
trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác thật hạnh phúc. Một trận gió nhẹ thoảng qua, dường như mang theo mùi thơm ngát đầy trời, khiến cho tâm tình hắn đại hảo. Bỗng dưng, Hồng Quân thanh âm thầm chấp nói: "Thiên Bông sư phó, Thiên Minh rốt cuộc cũng đã tìm được nữ tử của hắn rồi, nhi tử của ngài hắn sẽ không cô độc nữa rồi." Thanh âm sâu kín truyền khắp bốn phương tám hướng, sắc mặt Hướng Thiên Minh cũng kích động và yêu thương thì thào nói: "Cha, người yên tâm đi, Thiên Minh nhất định chấn chỉnh lại Tu La giới, để cho Tu La tộc chúng ta vĩnh viễn không để tới Thích Thiên khi dễ nữa." Phảng phất như nghe thấy hai người nói, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một đám bạch vân, trên đó ẩn ẩn truyền đến những âm thanh như giọng nói, khiến cho hai người một trận kích động. Nhìn bộ dáng kích động vô cùng của hai người, Tôn Thiên vẻ mặt tò mò nói: "Rốt cục thì các ngươi là ai, chấn chỉnh Tu La giới cái gì, thật là mạnh miệng quá mà." Hai người nhìn nhau đồng thời mắng: "Câm miệng, xú hầu tử này, biết rõ trong thiên sơn có nguy hiểm cũng không nói sớm, đá chết ngươi bây giờ." Hai đại cước trong nháy mắt đá vào ngực Tôn Thiên, một trái một phải, chỉ thấy phía xa vang lại tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.